Alright, welcome back to American English in 5 minutes today. And good to see you again. Ngày hôm nay, bài học của chúng ta sẽ có 4 từ. Từ đầu tiên của chúng ta là chúng ta gặp hàng ngày luôn, đúng không? Từ này chúng ta hay đọc là photo, đúng không? Hay đọc theo kiểu là photocopy, nhưng mà trong tiếng Anh thì nó lại không phải như vậy. Từ này chuẩn của nó chúng ta phải đọc là photo. Chữ T này này trong T này trong tiếng Anh Mỹ nó người ta sẽ chuyển nó thành âm D, đọc như kiểu D tiếng Việt mình luôn đó, là BH là phờ đó, là chúng ta phải đem nó xuống đây thành chữ F đó, nó phờ nhẹ ra đây, chúng ta là âm nhấn đầu tiên, danh từ hay âm tiết thì nó sẽ được nhấn âm đầu tiên, thường là như vậy. Tại đây chúng sẽ đọc là photo, chữ T thì nó vẫn đem xuống như vậy thôi. Đem xuống. Ok, rồi, nó sẽ là photo. Rồi, từ này chúng ta sẽ đọc là photograph. F đem xuống, âm âu trong tiếng Anh nó sẽ viết là như thế này đây. Chữ O nè, đó. Chữ O này nó không được nhấn ha, nó chuyển về ơ, chưa? Chấm một cái gr là phụ âm, đem xuống âm này là âm e, bành miệng, chúng ta bành cơ miệng mình ra. Ok, bh thấy đem xuống, chúng ta sẽ đọc từ này là photograph, photograph, photograph. Có thể là chúng ta đọc hơi ngược miệng chút xíu, nhưng mà đọc khoảng vài lần thì nó sẽ quen thôi, không có vấn đề ha. Photograph, một là không được, hai là không được, thì 30 lần nó cũng sẽ được thôi. Rồi, đây là mới vấn cái từ quan trọng ngày hôm nay. Đây là thợ chụp ảnh nè. 100% luôn thì chúng ta sẽ đọc sai từ này. Từ này chúng ta sẽ đọc là nó không phải là photographer, cũng phải là photographer, nó không phải là âu cho này nữa. Từ này chúng ta sẽ đọc là photographer. BH là phụ âm đem xuống nè. O này nè, chữ O này, để ý chữ O này nha, nó sẽ chuyển thành âm A hai chấm, A kéo dài nè, đó, âm nhấn đây. Chó, phở chó, G, R, phụ âm là chúng ta nói, chữ A này nữa nó chuyển về, A này nó không được nhấn thì nó sẽ thường được chuyển về, phở chó, R, R, B, H, thầy đem xuống là F, Rồi, tôi sẽ đọc là photographer, photographer, nó có ba thằng ơ luôn này không, ba thằng nè, một nè, hai nè, ba, đó là ba cái âm này là cực kỳ phổ biến trong tiếng Anh, âm ơ này nè phổ biến lắm, rất là phổ biến photographer. Còn này cái là về giờ này chúng sẽ đọc là tương tự như trên đây thôi, nó sẽ đọc là photography. Viết nhanh không có được, nhanh nó sẽ bị méo, chậm thật là chậm. Rồi gr là phụ âm đếm xuống, a này không được nhấn nè, cho a để không được nhấn này chúng ta phải chuyển về bài hát thấy đem chuyển thành F. Rồi, chúng ta sẽ đọc là photography. Đó, rồi, photography. Chỉ có hai âm ơ thôi, một, hai, photography. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đọc lại một lần nữa, lần cuối cùng. Thì chúng ta sẽ đọc là photo. Rồi là photograph. Đây là photograph. Hoặc là photograph. Đọc đờ cũng được luôn, không có vấn đề gì cả. Photograph. Hoặc là photograph. Rồi, đây này là photographer và photography. Photography. Rồi, em bây giờ chúng ta sẽ có một số ví dụ ở sau để chúng ta hiểu về nghĩa của bốn từ này. Từ đầu tiên, nghĩa của nó là tấm ảnh, đúng không? Nghĩa của từ này là photo là tấm ảnh, và từ photograph nó vẫn có nghĩa là tấm ảnh luôn. Này, hai thằng này nghĩa là như nhau, hai thằng như nhau, nhưng mà photo nó là viết tắt của chữ photograph. Đó là chúng ta hãy cái từ này là viết tắt thôi, thật ra nó cũng không có gì cả. Rồi.
Number one, let's take. I take. Let's take a photo together. Let's take a photo. Together. Hãy take a photo là chụp ảnh cùng với nhau. Let's take a photo together. Number two. A photographer có nghĩa là người chụp ảnh hoặc là nhiếp ảnh gia. A photographer is a person là một người người mà takes photographs, người mà chụp ảnh. Một người mà chụp ảnh, especially as a job, đặc biệt là một nghề nghiệp, đó, tiêu biểu như là một nghề nghiệp. Yeah. Người chụp ảnh mà kiểu chụp ảnh chuyên nghiệp đó thì chúng ta gọi họ là photographer. Okay, photographer is a person who takes photographs, especially as a job. Câu này nó hơi dài ha, nó hơi khó so với mọi lần thì chúng ta học. Chúng ta hãy cố gắng đọc nó khoảng 5 lần đi thì chúng ta cũng sẽ thuộc thôi. Photographer is a person who takes photographs, especially as a job. And number three, he is a famous. Không phải là famous, nó là âm A chỗ này. Chúng ta sẽ làm A, famous. Nổi tiếng, he is a famous photographer. Chúng ta sẽ đọc là he is a famous photographer. Cụm danh từ nữa, cụm danh từ nằm ở đây. Từ này là tính từ thì nó sẽ đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó nằm ở đây. Đó. He is a famous photographer. Anh ấy là một cái nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Còn bây giờ number 4, từ này có nghĩa là việc chụp ảnh. Nó là danh từ, chỗ này là đây, danh từ, nó là danh từ. Việc chụp ảnh. Photography is not my hobby. My hobby. Hai phụ âm thì bỏ một. Chúng ta sẽ có là hobby. Photography is not my hobby. Việc chụp ảnh thì nó không phải là cái sở thích của tôi. Alright, okay, and see you tomorrow in the next video.